đó chính là người bạn đại ngẫu Leslie. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chương trình được bắt đầu. Trên tay của huấn luyện viên Thanh Phương của chúng ta là những chiếc vòng. Ta sẽ theo sự rất tích cực đến vòng nghệ thuật. Xin mời thầy nhất phát triển sang tiếp vòng của hai chúng mình. Xin mời chúng ta chỉnh sau đây. Vâng, và chiếc vòng cuối cùng ạ. Và trong thế này chúng ta trở thành những cái tên nhớ tuổi rồi, các bạn nhỏ của chúng ta bé quá nên các em sẽ còn bé hơn chiếc vòng này đâu. À, xin mời bạn. Oh, rất tốt. Lưu cùng với bạn ấy trong tiết mục ném vòng nghệ thuật vừa rồi.
toàn anh nhất định sẽ trở thành một họa sĩ thật đáng yêu và cho bé phụng trên rất tuyệt vời để dành tặng cho quý vị. Kelly đang hoàn thành cái vé đầu tiên của mình. Bạn ấy đang thả cho một người chơi được nhờ để có một bức tranh thật đẹp dành tặng cho quý vị. Một vài những cách nữa thôi là bức tranh của chúng ta sẽ hoàn thành. Bức tranh của chúng ta đã hoàn thành rồi. Ta đang xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bức tranh do họa sĩ Lan Ly của tôi đã vẽ. Một bức tranh rất đẹp và rất ấn tượng đúng không nào? Bức tranh của chúng ta thì gồm có 3 màu sắc, đó chính là màu vàng, màu xanh và màu đỏ. Cô đã tạo nên một bức tranh rất là đẹp, rất là tươi sáng và ấn tượng ngày hôm nay. Xin được hỏi những kỹ năng quý có ai yêu thích bức tranh do họa sĩ của chúng tôi vẽ không ạ? Như vậy nếu hôm nay có rất nhiều những vị khách của chúng ta giơ tay lên yêu thích bức tranh do họa sĩ của chúng tôi vẽ, mà chúng tôi thì chỉ có duy nhất một bức tranh này thôi, không biết tặng ai cả. Vì vậy để công bằng hơn, ngay lúc ở đây chúng tôi sẽ thực hiện tổ chức bán đấu giá bức tranh này. Và bức tranh này sẽ được bán đấu giá với giá khởi điểm là 200.000 đồng. Bức tranh sẽ được bán với giá khởi điểm là 200.000 đồng. Bật mí với quý vị và các bạn, ngày hôm nay ai trở thành chủ nhân của bức tranh vì cái đầu sẽ được số sân khấu được chụp hình cùng với họa sĩ Bông Ca và còn có cơ hội được đi du thuyền của mấy cái bản tái heo sáng của chúng tôi nhé. Đây là tuyệt vời của Bông Ca. Xin được hỏi những vị khách đăng quý có ai muốn mua bức tranh của chúng tôi với giá 200.000 đồng không nào? Lưu ý với các bạn nhỏ, khi các bạn nhỏ to to tay lên thì chúng ta phải được sự đồng ý của bố mẹ và người thân đi kèm. Chúng ta phải được sự đồng ý của bố mẹ nhé. Có vị thế nào không ạ? Đã xuất hiện với khách đầu tiên. Có còn ai muốn tham gia cho cuộc đấu giá này nữa không ạ? Chúng ta có vị khách đầu tiên trả với giá 200.000 đồng. Lưu ý với các bạn là chúng ta phải được sự đồng ý của bố mẹ, sau đó chúng ta mới giơ tay lên. Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta phải được đồng ý của người lớn ạ. Đâu ạ? Chúng ta sẽ cùng xem bạn ấy đang hỏi nhá. Rồi, xin mời bạn. Bạn ở phía xa kia đúng không ạ? Anh có đồng ý cho cháu tham gia cho cuộc đấu giá này không ạ? Vâng, bức tranh của chúng tôi lúc này đang ở giá 200.000 đồng. Chúng ta phải trả cao hơn giá 200.000 đồng ạ. 250.000 đồng. 250.000 đồng là giá của bức tranh của chúng ta ở thời điểm này. Có ai trả cao hơn giá này không ạ? Vâng, 300.000 đồng thưa quý vị. Vẫn là cái kênh thương trường. Vâng, và giờ đây bức tranh của chúng ta đang ở với giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng lần thứ nhất. Đây, chúng ta đã có thêm một cái kênh nữa. Rồi, bạn hãy giơ tay từ đầu. Rồi, con, bố mẹ đồng ý đúng không ạ? Vâng, 300.000 đồng là giá của bức tranh của chúng tôi. 400.000 đồng, cảm ơn anh rất nhiều. Và bức tranh của chúng ta đã lên với giá là 400.000 đồng. 400.000 đồng lần thứ nhất. 400.000 đồng từ quý vị. Vâng, xin mời anh. 500.000 đồng. Và giờ đây bức tranh của chúng ta lại lên với giá là 500.000 đồng. 500.000 đồng có phải là giá cuối cùng của bức tranh trong chương trình ngày hôm nay không ạ? Không biết ai sẽ là người trở thành chủ nhân của bức tranh, ai sẽ là người có cơ hội xuống sân khấu được chụp hình cùng với họa sĩ Bông Ca và được đi du thuyền cùng với người bạn gái nhân sáng của chúng tôi. 500.000 đồng lần thứ nhất. 500.000 đồng thưa quý vị. 5 giây cho giá 500.000 đồng và sau 5 giây này nếu như không còn ai trả cao hơn giá 500.000 đồng. Đây rồi, vẫn là cái cách ngân thưởng. Rồi, xin chào con. Dạ, 700.000 đồng ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Và bức tranh của chúng ta ngay lúc này đây sẽ lên với giá là 700.000 đồng. 5 giây cho giá 800.000 đồng thưa quý vị và các bạn. Vẫn là cái ngân thưởng, bức tranh của chúng ta sẽ tiếp tục lên với giá là 800.000 đồng. Và ta thấy là bạn ấy vẫn giơ tay lên. Và khi bạn ấy giơ tay lên thì bố bên đây phải gật đầu. Rồi, anh sẽ trả bức tranh của chúng ta với giá là bao nhiêu? 1 triệu đúng không ạ? 1 triệu đồng là giá của bức tranh của chúng ta ở thời điểm này. Còn ai trả cao hơn giá này không ạ? Còn ai trả cao hơn giá này không ạ? Rồi, xin mời bạn. Bao nhiêu ạ? 1 triệu 100.
đồng đúng không ạ? À vâng, 1.100.000 đồng. 1.100.000 đồng. Vì các con ở xa về các con đã trả giá cho bức tranh. Vâng, 1.000.000. À đây rồi, vẫn là nhà mình. Và 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng lần thứ nhất. 1.200.000 đồng thưa quý vị. Và tiếp tục cô ạ, tiếp tục ạ. Nếu như chúng ta yêu thích bức tranh rồi thì muốn ra vé và muốn bức tranh của mình, chúng ta sẽ phải đưa ra cái giá mà đối phương của mình khó có thể vượt qua được. Và giờ đây bức tranh của chúng ta đang ở với giá là bao nhiêu anh? 2 triệu. 2 triệu đồng thưa quý vị. Và như vậy là hôm nay đây bức tranh của chúng ta ở với giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cũng phải là giá cuối cùng không ạ? Chúng ta có thể thấy là vẻ mặt họa sĩ của chúng ta và thấy là rất là vui mừng. Và 5 giây cho giá 2 triệu đồng. 5 4 3 2. 2 triệu đồng. Và 2 triệu đồng xin được chúc mừng gia đình nhà mình với giá 2 triệu đồng đã trở thành chủ nhân của bức tranh chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng bước lên, chúng ta sẽ cùng đón nhận bức tranh này, chúng ta sẽ chung thành cùng với họa sĩ Lenny. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến tiết mục biểu diễn tiếp theo.
này đấu giá với giá 2 triệu. Rồi cảm ơn gia đình. Chúng ta có thể thấy là hãy cổng Helen của chúng ta là một người bạn rất là tài năng. Bạn ấy vừa là một diễn viên xiếc mà vừa là một họa sĩ để có thể vẽ lên một bức tranh rất là đẹp. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để nói lời cảm ơn tới các bạn hãy cổng Helen đi. Cảm ơn huấn luyện viên Thanh Phương. Helen đã phải nhường sân khấu lại cho những người bạn chính tiếp theo của mình. Đó chính là người bạn là hãy cổng Moni cùng với người bạn hãy cổng Lisa. Molly dưới sự giám sát của huấn luyện viên Sơn Quảng, còn Lisa dưới sự giám sát của huấn luyện viên Thu Hà.